Chia sẻ cho những ai thích ăn thịt gà mà chưa biết pha nước chấm sao cho ngon thì xem hết clip mình hướng dẫn công thức nè, ngon lắm, mọi người làm thử nha. Lấy một quả chanh bào vỏ rồi cho vào chén 1/2 thìa vỏ chanh, 1/2 thìa muối, 1 thìa bột canh, 1/2 thìa đường, 1/3 thìa tiêu, 1 thìa lá chanh thái nhỏ, 1/2 thìa ớt băm, vắt một quả chanh vô nữa. Quấy đều lên là xong rồi ạ. À, nước chấm này rất phù hợp cho gà luộc, gà hấp, gà ủ muối nha. Chúc mọi người ăn ngon. Bye bye. Tôi chỉ cho mấy bà cái món này nó dễ ẹt nữa nè. Nhà mấy bạn có ăn cơm còn dư không? Không thì kể mấy bạn chứ nhà tôi có. Lấy cơm ra đập vô 2 cái trứng gà, xong rồi nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn. Muốn mình tán ra. Bước này kêu bằng trộn cơm á, trộn cho gia vị của mình nó thấm đều hết trơn rồi bắt đầu mình để vô cái bọc ni lông. Nếu nhà bạn nào mà không có bọc ni lông sẵn á, không sao đâu nha, các bạn có thể nghĩ làm. Rồi bước này là mình dùng cái trà tiêu mình cán ra cho nó đều như vậy. Ai mà thích ăn mỏng á thì mấy bạn cán dày dày chút xíu. Còn bạn nào mà thích ăn dày thì cho bạn chuyển sang gói bánh chưng ha. Sau 5 phút cho xe lu cán qua đường quốc lộ thì mà đã được 2 miếng bánh tráng. Rồi bây giờ lấy cái dao thiệt bén mình cắt ra nè. Khúc này tôi đã dũng cảm tôi đưa cho má tôi cắt và tôi đố má tôi là: má ơi, má có thể nào cắt mấy miếng cơm này nó tách rời nhau mà đừng có cắt cái bọc không? Trời ơi, tưởng gì, tao làm không được nha. Ô là trời, vậy cũng nói nữa. Vậy thì mình phải đành hy sinh cái bọc thôi. Chuẩn bị chảo dầu nè, rồi để cơm vô mình chiên. Đó mấy bạn từ từ tháo ra giống như nhân vậy nè, nó không có bể ha. Nhớ là để lửa nhỏ nhỏ thôi nha. Chiên chút xíu là nó vàng đều hai bên mặt như vậy nè. Gấp ra mình để vô trong cái gỗ đi cho nó rớt dầu xuống. Còn ai mà có ý định giảm cân á thì mấy bạn có thể để vậy luôn ha. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị nước sốt để ăn kèm nha. Lấy cái chảo để dầu cho nó sôi, sau đó khử tỏi rồi cho tí xíu nước mắm vô nè. Bước này tự nhiên thèm khô quẹt dễ sợ. Nó thơm bắt ngát. Rồi để vào đây 2 muỗng đường và 1 muỗng bột ngọt. Cái bước nêm nếm này tùy theo khẩu vị của mỗi vùng miền ha. Bạn nào ăn cay được thì cho tí xíu tương ớt vô luôn cho nó ngon. Rồi cái phần nước sốt mình đợi cho nó sôi kẹo kẹo vậy nè là mình cho hành vô nữa. Vậy là hoàn tất rồi đó, mình cho ra chén nha. Chưa ăn mà nó thơm nghe, bốc lỗ mũi rồi đó. Rồi bây giờ mình lấy mấy miếng cơm hồi nãy đó mình cắt gan dày. Mấy cái rỉa ngoài nó giòn tan, mấy bạn cắt nương nương chứ không thôi nó nát hết trơn luôn. Khúc này cắt là tùy theo hoàn cảnh gia đình ha. Thí dụ như nhà ai mà miệng gọng gọng thì để nguyên vậy dứt luôn cũng được. Còn tôi thì cắt theo kiểu năm ăn năm thua, là tôi cắt ra 5 miếng còn 5 miếng hồi tôi quất. Khoan khoan, để cái phần topping mà cho nó sinh động á, một miếng cơm quẹt vô nước sốt, rồi sau đó từ từ đưa lên cái mũi. À không, đưa lên cái mỏ. Cắn một cái ở ngoài thì nó giòn giòn, ở trong á thì nó mềm mềm, nó béo béo. Món đầu làm tưởng đâu ăn được trọn ổ, rốt cuộc làm xong cũng phải chia cho mấy cổ đông khác. Thôi tôi kệ, chứ không lấy nói ra tao nói mình tham ăn chứ.